Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật Ký Luyện Rồng. Ta-da! Ok, và mình là Phong Cận TV đây. Thì xin giới thiệu mọi người, bên cạnh của mình đó chính là đâu rồi? Ủa, Sammy! Sammy ơi! Trời ơi, cái bà này kỳ quá, lần nào tôi quay clip bà cũng đứng kế bên tôi mà sao giờ bà đi đâu vậy? Xuống đây. Làm gì? Xuống đây quay video nè, tôi đang quay video nè, đi xuống đây chào mọi người nè. Trời ơi, người ta đang ngủ mà, kêu gì ổn à. Trời ơi, quay chắc đi. Cái gì ta? Anh em ơi, sao hôm nay bà Sammy bà kỳ quá ta? Bình thường á, mình quay video là bà lúc nào bà cũng dành, bà đòi đứng kế mình, bà kêu cho tôi lên TV với, tôi cho tôi lên TV với, mà sao hôm nay tự nhiên bà khó chịu với mình vậy ta? Ủa kỳ vậy nhờ? Thôi kệ đi, chắc là bà đang hơi khó chịu trong người cho nên bà vậy thôi. Thôi mệt quá. Nói chung á là hôm qua trong tập trước mình đã xây được một cái ngôi nhà nè anh em. Đó, vậy là bây giờ mình đã có nhà để ở rồi nha. Ghê không? Đó thì trời sao tự nhiên thấy đói bụng quá ta. Ôi trời, phải sáng giờ mình cũng chưa ăn sáng gì nữa. Có bạn nào đã ăn sáng chưa nào? Ồ hình như bây giờ mình up video bây giờ chắc cũng đã chiều rồi nha. Ôi có bạn nào đang chiều chưa, chứ giờ mình chưa ăn sáng luôn á trời. Đói bụng quá. Để kiếm có gì ăn không? À, trong nhà mình thì hết thức ăn rồi, mình nghĩ là chắc bây giờ mình sẽ phải đi câu cá để có thức ăn ăn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi rủ bà Sammy đi kiếm ít cá đi ăn để nướng lên ăn nha. Ok đi thôi. Ê, Sammy ơi. Gì? Tôi đã bảo không được gọi tôi mà sao ông quả sao ông phiền vậy? Trời ơi, tôi nói bà nghe nè, tôi đói bụng quá, bà có muốn đi câu cá ăn không? Ông đi câu đi, tự nhiên bắt mở gì? Ê, tôi câu rồi tôi ăn một mình tôi nha, còn bà cho bà đói chết đi, khó chịu tôi hả? Cho bà nhịn đói em chết luôn. Trời ơi trời, ngay cả bây giờ cái chuyện đi câu cá để có thức ăn ăn thôi mà cũng không thèm đi là sao? Đây tôi xem coi, hiện tại bây giờ tôi đang có một ít đồ trong người nè, tôi xem coi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái cây kiếm hay là cái gì đó để cho bọn mình đi săn. Để tôi làm hai cái kiếm nha. Ok, nè cho bà một cây, tôi một cây. Đó, cầm đi. Bây giờ đi câu cá, nhầm, đi chém cá chứ không phải là câu cá. Đó, có mấy con cá dưới đây nè. Ok anh em ơi, thì bây giờ bọn mình sẽ đi câu cá nha anh em. Nhầm, đi chém cá nha anh em. Thì hôm nay mình cái mục đích mình đi kiếm cá cũng bởi là mình muốn khoe với anh em một con thú cưỡi mà hôm qua mình mới vừa được nhận nè anh em xem nè. Đó, đây chính là sư tử biển thuyền trưởng nè anh em. Trời ơi, ngầu lắm nha. Đó, này mình cho anh em xem nè. Trời ơi, dễ thương chưa? Có bạn nào đã nhận được sư tử biển chứ nào? Bạn nào đã nhận được rồi thì hãy bình luận cho mình biết nha. Ồ trời ơi, con sư tử này siêu dễ thương luôn anh em ơi. Nhưng có điều á là đi trên bờ thì nó sẽ đi hơi chậm tí anh em coi nè. Đó, nó đi nó hơi chậm tí, cũng khá là nhanh nhưng mà hơi chậm tí. Nhưng mà nó khá là dễ thương anh em ơi, nhìn nó bò nhìn dễ thương ghê luôn á. Và cái con này nó có thể đi được trên nước luôn nha anh em. Anh em coi nè, mình đi trên nước cho anh em xem nè. Ôi, đi trên nước nè. Đi trên nước nè. Ôi ghê không? Trời sao tự nhiên chìm xuống dưới nước luôn rồi. Ngóc đầu lên coi, sư tử. Ok đó. Đó, các bạn thấy không? Trời, đi được trên nước luôn nha. Vậy là từ nay mình khỏi cần đi bằng thuyền luôn, mình có được sư tử biển nó chở mình đi nè, khỏi cần đi bằng thuyền luôn anh em ơi. Trời quá ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ cưỡi sư tử biển để mình đi mình câu cá nha anh em. Đó, từ để mình lặn xuống dưới coi. Cá lộn nhầm, sư tử biển này lặn xuống nè. Ôi có con cá, cái con cá kìa, thấy con cá nè. Con cá nè, từ tôi lại gần nó coi. Đâu rồi? Mới đó mà. Cá ơi. Cá. Ủa con cá đâu ta, mới thấy nó này mà. Ôi đi lại. Ủa sao đi? Bà có sư tử biển không? Có, trời ơi, ta không có. Đâu, chịu hồi đó coi. Đây. Ôi Sammy cũng có luôn anh em ơi. Trời ơi, bà cũng mới nhận ngày hôm qua đúng không? Ôi nó bơi được luôn kìa anh em. Vậy là từ nay khỏi cần dùng bằng thuyền rồi. Ôi ok, bơi lên. Bây giờ đi săn cá thôi. Lặn xuống dưới nè, lặn xuống. Ok rồi, đi kiếm vài con cá coi. Không biết ở quanh đây có con cá nào. Hôm nay từ nãy giờ đi kiếm mãi cái hồ này, hình như là lần trước á mình câu nhiều cá quá, bây giờ hết sạch cá. Ôi kìa, có một con kìa. Để mình bơi lại gần. Cá nè, đứng lại. Trời. Cá đâu, đứng lại cá ơi. Trời lắc quá ta, sao cả này game nó cập nhật lại lắc quá. Ui thấy nó. Cá nè. Ok, một con cá nè em ơi, ăn biển coi. Trời ơi ngon quá. Ok đi câu tiếp. Trời ơi Tammy, bà có thấy con cá nào không? Chứ tôi thấy cái hồ này giống như là nó hết cá luôn rồi đó. Trời ơi, gì cỏ con luôn, cái cỏ gì trời ơi. Sao cái câu mà chọn cái hồ gì mà không có cá vậy? Trời, cái hồ trước đây nhiều cá lắm mà bây giờ tôi với bà lấy nhiều quá cho nên là bây giờ cá hết sạch rồi nè. Đi kiếm đi. 1 hour later. Hai, trời ơi, chán ơi là chán luôn á.
Đi kiếm từ nãy giờ mà được có mỗi một con cá. Trời ơi trời, tội nghiệp con hải cẩu bơi nãy giờ 8 tiếng đồng hồ rồi mà kiếm nổi được có một con cá. Mình ăn hết sạch rồi, không có con nào cho nó ăn cả. Xin lỗi hải cẩu nha, lần sau anh kiếm thịt hải cẩu anh cho em ăn nha. Ủa mà bà có kiếm được con cá nào không Sam? Trời ơi, cái hồ to là to mà cả cho mấy. Có gì nhiều đâu. Được có một con hả? Đâu, tôi coi coi. Đưa tôi coi thôi, tôi không có làm gì đâu mà. Đưa đây. Trời ơi. Ủa con cá to hết trời. Đẹp ghê luôn, con cá nhìn đẹp ghê luôn, còn ngon ghê luôn. Trời ngon ngon. Ai da. Đừng đánh tôi, tôi hết máu rồi, tôi còn có ít máu à. Thôi giỡn thôi, tí nữa tôi kiếm thịt gà cho bạn nha. Ở bây giờ nè, tôi nói bà nghe nè. Tôi với bà đã xây cái nhà này ra rồi. Nhưng mà mấy ngày nay á tôi với bà không có chịu trang trí cái nhà gì hết. Giường nè, rồi cái đầu gì ta bàn ghế không chịu mang qua đây. Bây giờ tôi với bà nên là trang trí lại cái nhà đi. Bây giờ sao? Bây giờ đi theo tôi, giờ tôi sẽ làm một số những cái đồ này cho bà nè. Rồi sau đó bà đi cùng với tôi đi trang trí cái nhà. Ok, tự tôi xem coi. Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm cho bà thêm một cây rìu. Đó, làm cho bà một cái cúp. Rồi làm cho bà thêm cái sản. Ok, kiếm thì bà có rồi đúng không? Rồi ok, tôi nghĩ là như chắc là đủ rồi nè. Nè bà cầm đi, cho bà cái rìu nè. Cho bà một cái cúp nè, đó. Rồi bây giờ bà muốn làm gì bà làm đi. Bây giờ tôi sẽ qua tôi dọn giường, dọn rương, tôi đem qua nhà tôi trước. 2 hours later. Hi, ok, bây giờ mình sẽ lấy cái giường đây nè. Lấy mấy cái lò nướng đây nè. Ok, rồi đặt cái giường vào đây nè. Sau đó là mình sẽ đặt một cái đống lò nướng ra ngoài đây. Đó, như thế này. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình nghĩ là mình cần có thêm một cái bàn chế tạo. Mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo để trong nhà anh em ơi. Đó, một cái bàn chế tạo nè, để trong nhà nè. Sau đó là mình làm cho mình thêm những cái rương. Đúng rồi, mình cần phải có rương anh em ạ. Làm nhiều rương lên xíu, ok. Rồi làm rương nè, rồi đặt ra đây. Đó, ok. Đặt phía trên được không ta? Đặt phía trên không được hả? Ok, mình sẽ đặt thêm một cái ở trên bàn chế tạo, một cái ở trên cái lò nướng. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình nghĩ là mình cần phải có thêm bàn ghế nữa. Nhà cửa mà không có bàn ghế thì xấu lắm. Mình sẽ làm cho mình cái kệ sách nè. Đó, từ, chế thêm gỗ đi. Nãy giờ mình chế ít gỗ quá cho nên là nó không chế tạo được nhiều thứ. Đó, ok, tủ sách nè. Rồi, sau đó để xem coi, mình xem coi kiến trúc nè, có gì nữa không? Ê, có cái này là ôi ghế nè, bàn ghế nè, mình sẽ làm thêm que nè, que gỗ nè, sẽ chế thật là nhiều que gỗ luôn. Rồi, chế thật là nhiều gỗ nữa nè. Đặt cái bàn vào đây. Ok, đó. Và nhà của mình đã được trang trí hoàn thành rồi anh em ơi. Đó, có chỗ này để ngồi ăn cơm nè, đó. Bên đây có lò nướng để nướng nè. Ở đây có cả rương để đựng đồ nè. Đó, mình bỏ đồ vào rương coi. À, bỏ đồ vào rương. Đó, ok, vàng bạc đá quý các kiểu luôn. Cất hết đồ vào đây. Ở đây có cái giường để ngủ nữa nè. Ok. Ôi. Mình nghĩ là bây giờ mình phải đi ngủ một tí đã. Buồn ngủ quá. Trời ơi, ok thôi đi ngủ đây. Hay, trời ơi trời. Sáng giờ làm việc cực nhọc ghê luôn á. Ngủ quá. Cuối cùng hắn ta cũng đang ngủ rồi. Đến lúc ta phải hành động rồi. Tôi chết rồi Phong cực ạ. Ok anh em ơi, và mỗi buổi tối mình thường livestream ở trên Nemo TV. Các bạn đừng quên lên Nemo TV, sau đó tìm cái tên Phong Cận TV. Và đây, đây chính là mình nè anh em. Cái đầu tiên này nha, 30.000 follow nè. Cái nhiều follow nhất mới đúng là mình nha. Còn mấy cái này là phát cái nha, đừng bấm vô nha. Bấm vô Phong Cận TV nè. Đó, thì mỗi buổi tối lúc 7 giờ mình sẽ livestream ở trên đây. Anh em đừng quên nhấn vào nút follow để ủng hộ cho mình để có thể nhận được những cái thông báo livestream mới nhất từ mình nha. Và mỗi buổi tối 7 giờ mình có livestream nha. Nhớ lên xem livestream ủng hộ cho Phong Cận TV nha. Ok, bye bye. Mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Nhớ ủng hộ mình nha. Yêu anh em phải nồi.